chào mừng anh em đã quay trở lại với Latto World Thế giới công nghệ, và mình là Thanh Thủy, còn bên cạnh mình đây là anh Sơn Nguyễn, vẫn là hai khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Thì ngày hôm nay đã là số hỏi đáp thứ 66 rồi anh em ạ. Thì rất là cảm ơn anh em đã để lại những cái câu hỏi cực kỳ là đáng yêu cho chúng mình. Thì hy vọng là anh em vẫn luôn luôn ủng hộ Latto World chúng mình. Thì chúng mình có hai số hỏi đáp hàng tuần là vào tối thứ ba và tối thứ sáu, có thể vào lúc 6 giờ, có thể lúc 7 giờ hoặc 8 giờ. Tùy hứng. Đúng rồi, tùy hứng. Okay. Nên là hy vọng là anh em nào mà đã nhận được câu trả lời của chúng mình rồi thì có thể confirm dưới số hỏi đáp đấy. Anh em yên tâm là một khi anh em đã hỏi ở cái số trước thì số sau khả năng phải đến 99,9% là anh em sẽ được đưa lên số hỏi đáp nhá. Ok. Còn không thì chúng mình sẽ trả lời cho anh em vào trong cái comment đấy của anh em. Rồi. Rất cảm ơn anh em đã đặt cho chúng mình rất nhiều câu hỏi đáng yêu, và tuần này chúng ta có 15 câu hỏi anh em ạ. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhá. Ok, của bạn Farms Crypto. Shop ơi, máy trong thời gian bảo hành mang qua shop vệ sinh tháo lắp thì có mất bảo hành hãng không? Không mất bảo hành hãng. Thoải mái, yên tâm. Nhưng mà tùy hãng thì có thể cửa hàng sẽ chỉ hỗ trợ anh em vệ sinh thôi mà không hỗ trợ thay keo tản nhiệt. Còn đã mang qua shop xử lý thì anh em sẽ hoàn toàn yên tâm, không phải lo bảo hành hãng đâu nhá. Còn nếu mà muốn thay keo tản nhiệt thì cũng tùy hãng, chúng ta phải mang trung tâm bảo hành người ta mới thay keo cho. Bởi vì lúc này chúng ta phải tác động trực tiếp lên CPU và GPU mà. Cho nên là sẽ khá là nguy hiểm ấy. Trong thời gian bảo hành cũng nên thay keo. Đó là lưu ý nhá. Okay, câu hỏi tiếp theo của bạn Hữu Chí Phan. 2AD chỉ cách tắt máy tính đúng cách đi ạ. Con Lenovo Legion của em tắt xong mở lên kiểm tra CPU toàn thấy chạy 20 tiếng. Em cảm ơn. Chúc 2AD nhiều sức khỏe. Em thường xuyên nghe hai chị tư vấn, nghe rất hay ạ. Wow. À, rất là đáng yêu. Rất cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Rồi, thực ra thì đây là cái chế độ fast startup của Windows mà thôi. Nếu mà ông nào kiểu thấy hơi khó chịu thì mình tắt đi, còn ai kiểu mình thì mình cứ dùng mình để đấy thôi. Còn nếu như mà cách tắt như thế nào thì đầu tiên bạn vào control panel, rồi chọn hardware and sound, sau đó chọn power option, rồi chọn true water power button do. Chỗ cái turn on fast startup ấy, bạn tắt đi là được. Đấy, okay. Đơn giản như thế thôi. Rất là đơn giản. Nên quá trình khởi động lại Windows nó hơi mất thời gian hơn một chút nhưng mà nó sẽ hạn chế gặp lỗi hơn ấy. Đúng không? Sử dụng yên tâm hơn. Câu hỏi tiếp theo nhá của bạn Kỳ Kiều à. Shop cho mình hỏi cách tắt một khẩu laptop khi khởi động ở chế độ Hibernate Win 11 với. Ok. Rồi, trước tiên thì rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Hibernate hay là sleep ấy thì bạn đều phải cần nhập mật khẩu hết chứ không có tắt được riêng từng chế độ. Và nếu mà bạn muốn tắt mật khẩu thì chỉ có thể xóa hẳn mật khẩu của máy tính bạn đi thôi. Thì nếu như bạn chấp nhận xóa hẳn mật khẩu đi thì chúng ta có thể vào trong cài đặt của Windows, lúc này chúng ta xóa những cái cách mà chúng ta đã cài mật khẩu ấy. Đó. Còn nó sẽ không thể tắt được nhập mật khẩu cho từng chế độ đâu nhá. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn là Bá Thanh Vũ 6336. Chào hai bạn, cắm hai củ sạc 65W và hai cổng C của một laptop input 135W được không? Và được bao nhiêu watt? Hai bạn test giúp. Ok, rồi trước tiên thì rất cảm ơn câu hỏi và sáng kiến này của bạn. Dù máy bạn có bao nhiêu cổng hỗ trợ sạc hay chăng nữa ấy, thì máy cũng sẽ chỉ nhận một cổng thôi. Ngoại trừ mấy cái con máy mà hiệu suất cao thiết kế sẵn là để cắm được nhiều cổng sạc và đi kèm sẵn nhiều cục sạc, như kiểu là con Predator Helios 500 trước mình có test cho anh em đấy, thì nó có sẵn hai cục sạc, hai chân sạc luôn thì nó mới hỗ trợ. Còn nếu mà cắm qua hai cổng C ở trên máy này thì nó sẽ chỉ nhận một cổng thôi. Hôm trước thì mình cũng có test thử một lần rồi. Thật ra thì cũng là một cái idea lóe lên trong phút chốc và mình có nghịch thử, thì mình cắm hai cổng sạc vào hai cổng sạc vào hai cổng C của máy đều là 65W vào thì nó báo lỗi sạc luôn. Cho nên là nó sẽ chỉ nhận một cổng thôi nhá. Có lẽ là chúng ta nên dùng luôn cái cục sạc 135W đi cùng của máy đi chứ không việc gì vậy. Tự nhiên cổng kềnh hay cục 65W làm gì? Anh không biết được. Nghe nó cũng kềnh thật sự ấy. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo luôn của bạn. Vẫn đang cười vào mặt mình. Chào 2AD. AD có thể so sánh hai con máy tầm trên 30 triệu Lenovo Slim Pro 9 Yoga hay là cái gì? Đó là Slim Pro 9 anh ạ. Thế á? Vâng. 16 IRP8 bản i9 và Asus VivoBook S16 bản Ryzen AI 9 ATX 370, thì con nào đáng mua hơn ạ? Nhu cầu của em là làm về công nghệ thông tin, viết web, lập trình nhúng trên training AI, nhưng phải dễ di chuyển, màn đẹp, pin phải tầm 5 đến 6 tiếng. Em chơi game nhẹ nhàng LOL Valorant. Chúc em anh chị nhiều sức khỏe và thành công. Rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Rất cảm ơn vị huynh đệ đã cho chúng tôi câu hỏi. Thì đầu tiên về hai con laptop này thì một con Slim Pro 96 IRP9 kia là hàng sách tay. Còn VivoBook S16 thì ở bên laptop của chúng mình thì chắc chắn là hàng chính hãng, được bảo hành 2 năm rồi.
Và cái vấn đề hàng sách tay với hàng chính hãng thì bọn mình cũng nói rất là nhiều rồi ấy. Hàng sách tay thì bảo hành max sẽ chỉ là 1 năm thôi, và cái này nó còn tùy vào cửa hàng nữa cơ. Có những cái sản phẩm giá rất là rẻ nhưng mà bảo hành chỉ tầm 1 tháng hay là 3 tháng gì đấy. Cái này nó sẽ tùy, nói chung là nó cũng sẽ hơi hên xui một chút đấy. Còn hàng chính hãng thì dĩ nhiên rồi, bạn sẽ nhận được nhiều cái ưu đãi đến từ hãng này đó. Còn về những cái nhu cầu của bạn thì mình thấy là hai con laptop này nó chưa phù hợp lắm. Mình có hỏi ông anh mình làm bên về kiểu công nghệ thông tin ấy, thì ông bảo là training AI thì bắt buộc là cần phải có cạc rời. Mà cạc rời thì hai con này đang không có, hai con này đều là cạc on hết. Vậy thì bạn có thể tham khảo một em laptop gaming, đó là chiếc Asus TUF Gaming A15-061W, cấu hình là Ryzen 7735HS, RAM 16 này, có khả năng nâng cấp sau này thoải mái này, SSD sẵn 1T này, bạn có thể lưu trữ nhiều, không cần phải nâng cấp nữa. Và RTX 4060, con này sẽ ăn max là 140W, màn hình kích thước 15,6 inch Full HD 144Hz, giá là 28,690. Con này thì được bảo hành 2 năm chính hãng đến từ nhà Asus và có sẵn tại laptop của chúng mình, link sản phẩm thì để dưới phần mô tả rồi. Về con laptop này thì bạn sẽ khó mà có thể đáp ứng là pin trâu tầm 5-6 tiếng, nhưng mà con này cũng có một cục pin khá là to so với một con laptop gaming là 90W. Với lại là cân nặng của nó so với mặt bằng chung laptop gaming thông thường ấy, nó cũng sẽ nhẹ hơn và trong tổng thể máy cũng gọn gàng hơn khá là nhiều nữa. Thì mình nghĩ là để đáp ứng được nhu cầu đấy của bạn thì nên laptop gaming hơn. Và cái combo cấu hình này thì bạn cũng có thể là chơi được game 3A. Hầu như là các tựa game hiện nay trên thị trường nhá, đều có thể quất được hết luôn. Đó. Rồi, một câu hỏi rất là tâm huyết của Thùy gửi đến bạn. Câu hỏi. À nhầm, một câu trả lời rất là tâm huyết. Đó. Thì bạn có thể tham khảo luôn. So với cả những cái hiệu năng mà nó mang lại trên cái trọng lượng đấy là khá nhẹ đấy nhỉ. 2,1 kg, khá nhẹ nhàng thì bạn có thể mang đi mang lại. Bọn mình cũng có video review rồi đấy, bạn có thể tham khảo. Ok, rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn là em Hiền nào. Hoặc em Hiền. Đeo G16-7630i93900HX với lại Helios Neo 16i94900HX có cùng 16GB, 1TB thì nên mua máy nào, nhu cầu có chơi game và làm đồ họa. Ok rồi, trước tiên rất cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Trong cái kèo này thì mình nghĩ là Helios Neo 16 sẽ cho hiệu năng chơi game và đồ họa tốt hơn chứ, đúng không nào? Mặc dù là phiên bản i9-14900HX nhưng chỉ là phiên bản refresh của con i9-13900HX thôi. Nhưng mà với cái xung nhịp cao hơn và mức độ hiệu quả năng lượng tốt hơn ấy thì tội gì mà không chọn, đúng không ạ? Tản nhiệt cũng rất là mạnh của một con Helios Neo nữa. Và mình nghĩ là thôi, cứ đời mới nhất mà xúc nó sướng, đúng không nào? Với lại là dòng đeo nó khá là nặng đấy bạn ơi, đeo đấy, cục sạc to lắm, nặng cực kỳ. Con đeo đấy đi cùng cả sạc là đâu đó khoảng 3 cân rưỡi, 3 cân rưỡi hay 3 cân 8 gì đó đấy, khá là nặng. Ok, và laptop vua thì đang có sẵn con Helios bạn đang cần hỏi đấy, mã là 99PA nhé, link bên dưới mô tả nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo luôn của bạn Sơn Đỗ. Chào hai bạn, cho phép mình đi hỏi vấn đề. Mình mua con Lock 2024 hàng chính hãng, mình mới làm rơi máy và bị móp nhẹ phần vỏ ngoài, xong rồi. Như vậy có ảnh hưởng khó khăn gì đến bảo hành không? Mình mới mua được 2 tháng, hai bạn giải đáp. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, chúc các bạn phát triển. Rồi, rất cảm ơn. Cảm ơn lời chúc của bạn. Cái này thì bọn mình rất tiếc là xin chia buồn. Là những cái tác nhân bên ngoài gây vào, không chính bản thân mình khiến cho máy bị làm sao đấy thì sẽ bị mất bảo hành. Đây là lỗi người dùng rồi, đúng không? Lỗi người dùng thì bị mất bảo hành rồi. Mà mua máy hay là kỹ thuật chuẩn bị giao máy cho anh em ấy thì luôn luôn khuyên anh em rằng là nên giữ nguyên vẹn hình thức máy trong thời gian bảo hành. Cho nên là với cái việc là chúng ta đã giữ cho hình thức máy nó không còn nguyên vẹn nữa thì có thể là sẽ không còn được áp dụng chính sách bảo hành nữa. Những bạn nào mà rất là tiếc cho bạn, lời cảnh tỉnh cho tất cả anh em nào mà đang muốn dùng laptop mà kiểu không giữ gìn cẩn thận thì đó, nhớ lưu ý nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn I Love Việt Nam 2507. Anh ơi, anh chị tư vấn cho em có con nào đủ chơi Valorant hay CS2, ngoại hình như lắp văn phòng không, giá từ 25 triệu đổ xuống, mong anh chị trả lời. Ok rồi, rất cảm ơn bạn. Một câu hỏi rất đơn giản mà thôi. iPad Pro 5, có lẽ là chúng ta cũng đã nhắc trong rất nhiều video rồi, đúng không ạ? Dưới 25 triệu ấy, thì con này nó chỉ có khoảng 229 thôi. Là chúng ta đã sở hữu một combo màn 16 inch 2.5K 120Hz i5-13500H RTX 3060G. Quá phù hợp cho bạn chơi Valorant hay CS2. Đúng rồi, hai con game này thì quá đã rồi. Hoặc là có thể tham khảo con Asus Gaming VioBook có mã là 296W. Con này thì trang bị hẳn RTX 4050 luôn và giá chỉ có 224.90 thôi. Con này tại cái thời điểm mà nó về Việt Nam mức giá đó 24.990 cơ. Nhưng bây giờ nó giảm đi là đáng kể, chỉ còn có 22.990 cho một con laptop gaming nhưng mà trong màn hình văn phòng. Màn hình rất ultrabook luôn. Màn hình lại còn 16 inch 144Hz.
Đấy, chơi hai con game FPS này thì 144 hack là quá đủ mượt chưa? Cho nên là có thể tham khảo một trong hai con máy này đều trong cùng cái tầm giá khoảng 224, 225 đi, từ 229 đều là sự lựa chọn hợp lý trong cái budget của bạn mà, đúng không? Và link bên dưới mô tả nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo luôn của bạn Mạnh Hợp. Chào hai anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành, rồi chúc bạn một ngày tốt lành nha. Rồi em đang có 24 triệu phân vân giữa Helios 16/2023 i5-13500HX và 4060 với cả lốc 2024 Ryzen 7 7435HS và 4050. Em cần làm đồ họa AutoCAD với cả SolidWorks, chơi game nhẹ nhàng như kiểu LFC Online và CS2. Mong hai chị tư vấn cho em ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Không biết là bạn có đánh nhầm là Helios New kia là 4050 với 4060 hay không? Ừ đúng rồi, bởi vì trong cùng tầm giá này là nó có 4050 thôi. Ở đúng đây rồi, là lên hẳn 4060. Hoặc là có cái bản đấy nhưng mà giá rẻ. Thế thì đấy, hai con này nó cũng giống hai con trên lúc nãy bọn mình tư vấn. Nó dạng như là một con hàng sách tay, một con hàng chính hãng. Thì sách tay này mình không biết là người ta sẽ bán như thế nào. Tùy đấy. Đấy. Còn về cái nhu cầu của bạn thì cũng không cần thiết phải đến 4060 hay 4050 cũng ok rồi. Nếu như mà bạn cần kiểu là bảo hành chính hãng, LOQ còn được bảo hành premium care ở bên mình. Chính xác. Đấy, bảo hành tận nhà đấy. Thì những cái chính sách bảo hành của Lenovo, bọn mình có một cái video riêng nói riêng về cái vấn đề đấy rồi. Bảo hành tận nhà cho bạn, bạn không cần phải mang đi đâu hết, cứ thể ngồi im nhà, có nhân viên đến hỗ trợ luôn. Okay. Thì nếu như mà bạn thích một con hàng chính hãng thì không thể không bỏ qua chứ. LOQ 2024 hiện giá rẻ, xong lại được bảo hành tận nhà, tội gì đúng không? Rồi, nếu mà phân tích một chút ấy, thì nếu mà chúng ta đang so sánh những bộ phần mềm AutoCAD SolidWorks, chúng ta đang cần một CPU mạnh hơn đúng không? Thì con i5-13500HX phần đó CPU đang mạnh hơn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta so sánh trên tất cả cái khía cạnh còn lại ấy, thì mình lại đang thấy rằng là phần nào đó LOQ 2024 nó đang là hợp lý hơn cho những cái nhu cầu này. Đó, và chỉ vậy thôi. Nếu mà bạn đủ can đảm để lựa chọn một con hàng sách tay trong cái tầm giá này thì hoàn toàn có thể lựa chọn, vì rõ ràng là combo cấu hình này nó đang thiên hẳn về Helios rồi. Nó đang rất là, nói chung là về cấu hình thì con Helios đang hơn con LOQ. Okay. Tuy nhiên là về cái về lâu về dài, về chính sách kiểu đấy, bảo hành các thứ đấy như mình nói đấy, thì LOQ chắc chắn là hơn so với Helios New kia rồi. Chúng ta cùng sang hỏi tiếp theo của bạn Phúc Nguyễn. Em chào anh chị, laptop của em là top F15 nhưng khi chơi CS2 được một lúc là bị đơ game, là bị như nào, cách khắc phục như thế nào? Rồi ok, một câu vẫn hỏi là vấn đề về CS2 và Valorant. Dạo này hai tựa game này có vẻ gặp lỗi khá nhiều nhỉ. Trước tiên thì mình chưa nắm được là top F15 của bạn cấu hình đang là như thế nào, bởi vì là mình đang sợ cấu hình nó đang hơi cũ rồi. Hay thì là nó sẽ yếu. Và hoặc là đôi khi thì máy chúng ta nóng quá ấy, cũng khiến cho kiểu hiệu năng bị sụt giảm và khiến cho bị đơ ấy. Hoặc là do driver card đồ họa của bạn quá cũ, lâu rồi không update thì cũng có thể không tương thích. Bởi vì mấy con CS2 thời gian gần đây thì nó yêu cầu update driver card đồ họa khá nhiều. Hoặc là một vài lỗi khác xung quanh như kiểu là mux switch này. Bạn đang bật trên mux switch thì có thể nó xung đột, nó cũng gây ra lỗi với phần mềm. Hoặc là rất nhiều các lỗi khác xung quanh nữa mà cũng nghe qua như thế này thì đúng là mình cũng chưa thể tưởng tượng ra được là bạn đang gặp cái vấn đề gì với con game này. Bởi vì rất nhiều anh em đặt cho mình câu hỏi, thậm chí là nêu rõ ra là em chơi trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì em sẽ bị như này như kia, em cài đặt chế độ hiệu năng như nào, cấu hình mà em như thế nào. Rất nhiều dữ kiện như thế mà thậm chí chúng ta phải cầm trực tiếp vào máy chúng ta test mà chưa ra được vấn đề. Thì bây giờ mới chỉ nghe qua như thế này, mới chỉ gọi là đoán nhanh qua thôi, thì đó là một vài những cái nguyên nhân mà có thể bạn sẽ gặp phải. Bạn có thể kiểm tra thử update driver card đồ họa, chuyển mux switch về chế độ chuyển chế độ card đồ họa, tắt mux switch đi để về auto thôi. Đó, tức là nó sẽ tự động hết thì có thể nó sẽ fix được nhá. Rồi, chúng ta cùng sang câu hỏi tiếp theo luôn của bạn Xuân Huy Phạm. Em chào hai anh chị, em đang phân vân hai con máy giữa VBook Gaming bản 16GB 300 với cả Top F15 8GB 3050. Em thấy hai con trên không chênh nhau nhiều về cân nặng mấy, tầm giá 19 triệu đổ xuống. Em học luật nên cũng mang đi mang lại nhiều. Em chỉ chơi mấy game eSports thôi ạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều. Giữa hai con Gaming VBook với Top F15 này thì con Gaming VBook tầm 1,8 cân còn túp kia tầm 2,2 cân cơ. Là 2,18. Ok. Em cân rồi. Okay. Nhưng mà con Viewbook bản 3050 bên nhà mình hiện tại hết rồi. Không còn nữa. Và nếu mà bạn chơi game eSports thì nó sẽ thiên về CPU hơn là các đồ họa nên là cũng không cần thiết lắm. Mấy con này thì đều là i5 12500H thì đều có thể đáp ứng được nhu cầu với
chơi với con game eSports của bạn. Chính xác. Bạn cũng có thể lấy con gaming viewbook bản 2050 cho tiết kiệm. Con đấy tầm 16 mấy à? Hay 15 mấy nhỉ anh? 16, 9. À 16, 9 đó. Đó. Giá nói chung là rất là rẻ. Đúng rồi, bạn có thể nâng thêm RAM các thứ, hoặc là đi rửa máy mua thêm gear, hay là mua thêm bàn phím các thứ. Ok. Tại vì cái nhu cầu của mình nó cũng không quá là kiểu, nó không quá là nặng ấy. Thật sự đấy. Thì nếu mà với cái budget này, nếu mà chúng ta thích nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn VivoBook bản 2050. Còn nếu mà thích hiệu năng tản mạnh hơn thì hỗ trợ lâu dài hơn á, thì có thể lựa chọn TUF F15. Không, lại chọn LOQ. À, không, LOQ bạn ấy kiểu bạn ấy cũng đang phân vân về trọng lượng mang đi mang lại nhiều. Thì đấy, nếu như mà bạn đúng. Bạn không quan tâm đến vấn đề trọng lượng, bạn có thể là LOQ bản i5-12450HX và RTX 2050. Đúng. SVN có bao nhiêu nhỉ, 17-790 đấy, giá rất rẻ. Quan trọng là LOQ build best choice tầm giá này, man đẹp 100% là gì, tản nhiệt mạnh này. Đấy, tản nhiệt mà mạnh nhá. Đang có chương trình nâng RAM. Đấy, còn đang có chương trình ưu đãi khi bạn nâng RAM nữa. Lên 24GB RAM luôn, không phải là 12GB nữa, bây giờ lên một phát 24GB luôn. Mà con LOQ nó không nặng hơn con TUF là bao nhiêu đâu, tầm có mấy lạng thôi. Hàng chính hãng. Đấy. Bảo hành 2 năm tại nhà. Đấy, bảo hành 2 năm tại nhà đấy. Nếu bạn lấy con LOQ đấy thì quá. Ê, tự nhiên lại thấy hợp lý rồi ạ. Hợp lý. Ừ, con này anh thấy hợp lý đấy. Đấy. Được, link bên dưới mô tả nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Của bạn Hùng. Bạn đợi gì bạn? Đang đợi. Bạn đang đợi cái gì? Cho em hỏi là nếu mua Valorant, à đâu, nếu muốn Valorant FPS được cao nhất thì nên chọn Legend R7000P hay là Legend i7000 ạ? Ok, rồi, trước tiên này rất cảm ơn câu hỏi của bạn Hùng. Hay là bạn Hưng kìa. i7000 thì nó đang có 114Hz thôi đúng không? Còn i7000P nó là 165Hz rồi. Như vậy là riêng về cái quả màn hình i7000P cho chúng ta khả năng hiển thị tốt hơn trong game FPS là rõ ràng rồi, đúng không nào? Chưa kể thì cấu hình Intel Gen 14 trên i7000P nó cũng sẽ là ngon hơn so với cả Gen 13 trên i7000. Vậy thì kèo này nghiêng rõ với i7000P rồi. Đúng rồi. Đơn giản thế cho thôi. Cho nên là về cái nhu cầu gì chẳng nữa thì i7000P nó vẫn sẽ là hơn nha. Okay. Okay, câu hỏi tiếp theo luôn của bạn Huy Nguyễn. Legion 5R R7000 của mình nhiều khi đang chơi game máy nó bị reset. Không biết đây có phải là lỗi chung hay không, hay là do lỗi máy riêng của mọi người. Ok, thì không biết ở đây là bạn đang chơi game gì. Và có phải là mỗi cái game đấy bị hay không, hay là game nào cũng bị. Nếu mà vấn đề do game thì bạn thử xóa đi cài lại xem sao. Còn nếu như mà kiểu game nào chơi cũng bị như thế thì có thể là do kiểu phần cứng hoặc phần mềm. Phần cứng phần mềm gì đấy. Bạn có thể là update hết tất cả mọi thứ lên vào Windows Update này, xong là update cả driver GPU nữa bằng cách tải và cài đặt driver mới nhất từ trang chủ của NVIDIA. Ngoài ra bạn cũng nên cả update cả BIOS nữa, nói chung là có gì thì update hết lên. Đấy, hoặc là cái vấn đề nữa là do cục sạc của bạn có vấn đề. Máy bạn nóng quá thì nó cũng sẽ reset máy. Nói chung là nó có nhiều cái nguyên do lắm anh ạ. Okay. Nếu mà hoặc bạn là làm hết tất cả những cái đấy đều mà không được ấy, thì bạn có thể là thử cài lại Win hoặc là mang ra quán xem sao. Mang ra store xem sao. Cái này thì theo anh thấy thì thông thường kỹ thuật sẽ fix bằng cách là cài lại Win. Cài lại Win hoặc là cái này ấy. Không biết là reset máy của bạn nó chỉ là reset lại không, hay là sau khi lỗi như thế nó hiện lên màn hình xanh hay là như thế nào đó không. Cái này bạn đã không nói rõ vấn đề ấy. Nếu mà chỉ đơn thuần là reset máy thì rất có thể nó cũng đang gặp những lỗi liên quan đến cả phần cứng nữa. Nói chung chúng ta sẽ nên mang đi kiểm tra sửa chữa kỹ thuật. Người ta sẽ fix lỗi cho bạn một cách nhanh gọn nhất có thể nha. Còn chúng ta không nên fix những cái lỗi lạ như này tại nhà. Ok, câu hỏi tiếp theo luôn của bạn Hưng Lê. Em chào hai anh chị, chúc anh chị một ngày tốt lành. Rồi, trước tiên rất cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. Anh chị tư vấn giúp em một con máy có thể vừa chơi Genshin, vừa livestream, vừa chạy phần mềm VTuber. Là phần mềm gì? Hình như là cái phần mềm để livestream các thứ ấy. Chơi các game kiểu mô phỏng, edit video, RAM cao, giá học sinh, sinh viên có thể sử dụng lâu dài. Và budget của bạn ấy là 30. Ok. Vậy là học sinh sinh viên giữ chưa? Học sinh sinh viên giữ chưa? Đấy, nên là để tránh trường hợp mà ông cứ hỏi là học sinh sinh viên, tôi phải comment xuống bên dưới là rốt cuộc là tài chính tầm bao nhiêu thôi, để sau không cần bảo học sinh sinh viên nữa nhé. Cứ bảo rõ ra. Rồi. Tầm này thì hãy múc một em laptop gaming đi, cho nó phù hợp với nhu cầu nhất. Thì đấy, có con TUF Gaming A15 bên trên là bọn mình có tư vấn là con mã 061W. Ryzen 7735HS, RAM 16 SSD 1T. Đấy, RAM nâng được nữa nhá. RTX 4060 140W, màn 15.6 inch Full HD 144Hz, 28690. Hoặc là có thể tham khảo bên mình đang có số lượng cũng nhỏ giọt thôi, là Legion 5R7000AAPH9. Cấu hình là Ryzen 7 7840H,
RAM 16, SSD 512 cũng RTX 4060 màn 15.6 inch Full HD 144Hz. Cả hai con này thì đều là màn 100% sRGB, mức giá là 26.490. Con này, con Legion 5 này khác con Tuk Gaming A15 bên trên là con Legion 5 này được bảo hành 1 năm. Đấy. Con kia bảo hành 2 năm. Con kia bảo hành 2 năm. Ok, hiệu năng CPU phần của nó con Legion 5 này cũng cao hơn một chút, đôi chút so với cả 7735HS, nhưng mà nói chung là nó cũng không đáng kể quá nhiều đâu. Một con hàng chính hãng thì mình nghĩ là sẽ yên tâm hơn. Đấy, bạn có thể tham khảo một trong hai con đấy nhá. Ok. Rồi, câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn là Hải Nguyễn. Sao em chơi PUBG xong thì máy khi xem TikTok thì cứ xem được gần 1 phút thì nó lại bị khựng lại, nhưng khi reset lại máy thì hết xem YouTube cũng bị khựng lại. Bản i5-3060-16GB. Ok. Chắc i5 này là chứ không biết con bà nào. Đang hỏi máy nào. Đang không trên biết. Máy nào. Thay vì nói cấu hình thì nói giữ tên máy đi bro. Bro. Ok rồi, trước tiên rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây thì tức là bạn đang gặp tình trạng là chơi PUBG xong thì thoát ra và xem video là sẽ bị lag, bị giật, xem YouTube cũng bị, xem TikTok cũng bị, nhưng mà reset lại máy thì là hết. Tức là bạn đã tìm được cách khắc phục rồi đấy chứ. Reset lại xong đúng không? Mình thì mình cũng không biết là bạn nhưng đang dùng. Nhưng mà bạn bảo là thì lại xem YouTube cũng bị. Không, ý là nhưng reset lại máy thì hết. Phải xem YouTube cũng bị. Hiểu chưa? Tức là đó. Như anh vừa phân tích á. Kiểu Việt Nam ấy. Thì tức là bạn đã tìm được cách khắc phục rồi. Và thứ hai nữa là mình không biết bạn đang dùng máy gì. Và bạn có thử trên những cái tựa game khác hay không? Hay là mỗi PUBG mới bị thôi. Đấy, sao anh em nhớ đặt câu hỏi là phải câu hỏi càng chi tiết càng tốt nhá. Những câu hỏi liên quan về kỹ thuật này thì chúng ta lại cần những cái sự chi tiết hơn rồi, là còn, so với cả những câu hỏi máy. Máy thì tôi cũng không cần phải chi tiết quá. Đấy. Và đúng như cái câu hỏi bên trên chúng ta cũng vừa phân tích lại phàm những cái lỗi lạ như thế này thì fix cách đơn giản nhất thì chúng ta cài lại Win. Thần dược. Đúng vậy. Thần dược giải quyết mọi vấn đề. Còn đâu thì bởi vì là cái này thì mình nghĩ là sau khi xảy lại máy mà hết ý, có thể là do Win rồi, không có thể do một cái vấn đề gì khác nữa rồi. Cho nên là cài lại Win đi. Khả năng là tới 90% sẽ fix được cái lỗi này của bạn đấy nhá. Rồi ok, và chúng ta đã vừa đi qua là 15 câu hỏi của số hỏi đáp 66 tuần này. Một quãng đường cũng phải là khá dài đi cùng nhau rồi. Nhưng mà anh em thời gian này thì có thể là cái nhu cầu lựa chọn mua laptop của anh em nó đang có cái sự giảm xuống, đi xuống. Cho nên là anh em không đặt cho mình quá nhiều câu hỏi, nhưng mà chúng mình rất mong là anh em hãy ủng hộ Laptop World bằng cách là đặt những câu hỏi phía bên dưới, nhờ tư vấn laptop này, hay là gặp bất kỳ những khó khăn gì trong quá trình sử dụng laptop. Và tất cả những anh em nào mà trong cái số này có những vấn đề về kỹ thuật máy đó mà chưa nêu ra những cái dữ liệu cụ thể mà chúng mình cần thiết, thì anh em có thể thử lại, test lại, làm theo những cái điều chúng mình vừa nói, cũng như là confirm lại phía bên dưới cái câu hỏi đáp này để xem là có fix được hay không. Không được, chúng ta lại gặp nhau tiếp trong số tiếp theo và nêu rõ cho mình hơn những cái vấn đề mà anh em đang gặp phải nha anh em nhá. Rồi ok, rất cảm ơn anh em đã luôn luôn ủng hộ Laptop World cũng như là mình và Thanh Thùy để chúng mình xuất hiện, luôn luôn có những câu hỏi hàng tuần để có thể gửi đến cho anh em những câu trả lời hữu ích nhất. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em nhá. Nhớ ủng hộ Laptop World một like một sub nữa. Và xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.